Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện cái món ăn đó là phèo xào khóm nha các bạn. Thì cái nguyên liệu chính của mình thì gồm có phèo ha. Phèo này là phèo phèo chung các bạn. Mình đã mua về rồi mình luộc rồi mình xắt miếng nhỏ ha. Rồi khóm nè, khóm mình cũng đã xắt miếng nhỏ như thế này. Đó. Phèo thì mình luộc mình vút sạch từ hết trơn này nha để cho mình xào cho nó mau chín. Rồi tỏi băm nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện món ăn này nha. Thì đầu tiên mình sẽ bắt cái chảo lên bếp, mình bật lửa lên. Rồi mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nha các bạn. Rồi mình đợi cho dầu ăn nó sôi lên. Mình chán đều cái chảo để cho dầu ăn nó thấm đều cái chảo nha. Để hồi mình bỏ vô nó không bị khét. Rồi dầu của mình nó sôi đó các bạn. Thì mình sẽ cho cái tỏi băm của mình hồi nãy vào nha. Rồi chúng ta sẽ đảo đều cái tỏi băm này để cho nó vàng đều nha các bạn, cho nó thơm. Mình đợi tí xíu cho tỏi nó vàng rồi mình hả, bỏ vô phèo vô mình xào nha. Rồi tỏi nó vàng này các bạn thấy không? Mình sẽ cho phèo vô trước nha, mình sẽ xào. Rồi phèo này mình đã luộc nó cũng chín sơ rồi các bạn. Để mình xào cho nó nhanh, nó ăn nó không bị dai nha. Mình đảo đều ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nêm gia vị cho cái món ăn của mình nha. Sẽ cho vào 2 muỗng muối nhỏ nha các bạn. Rồi mình xào khóm mình sẽ không để bột ngọt nha. Rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng đường lớn nha. Rồi mình cho vào đây thêm một ít nước mắm nữa nha. Cho nó tăng cái hương vị của cái món ăn của mình lên. Rồi mình sẽ đảo đều để cho nó thấm gia vị nha các bạn. Đảo đều lên. Rồi sau đó mình sẽ cho khóm của mình vào nha. Ở miền Nam mình kêu trái khóm rồi còn miền Bắc thì kêu trái thơm, trái dứa gì nữa ha. Nhưng mình thấy nó cũng khác nhau chứ nó không có giống cho mấy. Rồi mình đảo đều để cho khóm nó thấm đều vào dưới phèo nha. Vào hồi chúng ta nấu cho nó gục thì cái nước khóm nó ra nó chua chua ngọt, nó rất ngon nha các bạn. Rồi lúc này mình bắt lửa lớn lên để cho nó mau sôi mau chín nha. Mình đậy nắp lại để cho nó mau mau chín. Rồi sau khi mình đã đậy nắp một thời gian thì nó đã chín như này các bạn. Mình đảo đều nữa ha. Này mình nấu thêm có 5 phút nữa là có thể ăn được rồi. Đảo cho nó đều. Mình nấu khóm nó càng gục quá thì nó càng thấm vô cái phèo nó càng ngon các bạn. Rồi mình để lâu lâu rồi phèo nó mềm nó ăn cái ngon hơn chứ không thôi nó dai lắm, nó dai khó ăn. Thì ở nhà mình thường ăn món này nhiều thường xuyên, người ta nói ăn phèo nhiều quá cũng không tốt á. Mình nhiều khi tuần mình ăn lần thôi. Mình thử miếng cái vừa ăn chưa, nóng quá. Phèo nó mềm nó vừa ăn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy lên 5 phút nữa nha. Rồi bây giờ là cái món của mình đã chín rồi nè các bạn, khô nước luôn này ha. Thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Rồi nếu có yêu thích kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.